Hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 7 tây tháng 4 năm 2021 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ thì ở thời điểm này các bạn thấy được là giá Bitcoin đã đi chợ xuống à, mức là 55.975 ngày hôm nay thì giá Bitcoin uh, xoay quanh cái mức là khoảng 56.000 thì đi xuống thêm một phần nữa so với cái giá của ngày hôm qua các bạn thì được chúng ta thấy Bitcoin xoay quanh cái mức là 57 58 59 000 thì bây giờ cái mức là 56.000 thì cũng không có phải là đi xuống nhiều lắm nhưng mà mỗi lần mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đi hàng ngang như là ở cái thời điểm hiện tại cái lúc mà 57 58 59 000 hay là các bạn thấy được là giá Bitcoin đi hàng ngang ở những cái mức như là từ 30.000 tới 34.000 cái thời điểm mà các bạn thấy được được là đầu năm nay đầu năm 2021 này hay là khi các bạn thấy được là giá Bitcoin đi hàng ngang có mức là 19 20 ngàn mà đi hàng ngang trong một thời gian là khoảng chừng là một tuần hai tuần thì nhiều bạn lại lo lắng và hỏi câu hỏi đó chính là chúng ta có phải đến đỉnh rồi hay chưa tôi thường nói chia sẻ với các bạn liên quan đến cái thời điểm là từ 19 20 ngàn thì thường không nghĩ đến là đến đỉnh Bitcoin tiếp tục tăng trưởng cái thời điểm mà bạn được chúng ta hơn 30.000 đô đó ở mức là khoảng 32 33.000 chúng ta đi trong phạm vi này cũng một thời gian thì nhiều bạn đã hỏi là có phải đến đỉnh hay chưa chúng ta À, vẫn chưa đến đỉnh và được Bitcoin tiếp tục tăng trưởng và cứ tiếp tục tăng trưởng cho đến thời điểm hiện tại thì cũng câu hỏi đó là cái mức là 56, 57, 58, 59 ngàn này có phải là Bitcoin đã đến đỉnh rồi hay là không? Thì ngày hôm nay cũng là một cái video để mà chia sẻ về cái đề này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lịch sử của năm 2017 để chúng ta coi coi là có thể là nhìn song song giữa năm 2017 đến năm 2021 thì có những gì giống nhau, những gì khác nhau và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ thêm những cái thông tin là thường có nghĩ chúng ta đã đến đỉnh rồi hay là chưa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ gì một đứa thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận capital trên những mạng xã các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi những kênh này để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và đương nhiên các bạn nào muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là những bonus tham gia vào sàn Bybit hay là sàn mt sàn margin coin cho copy trade, hay là sàn FTX, sàn Binance US như mình nằm ở Hoa Kỳ, sàn Coinbase ứng dụng BlockFi dùng, block file, dùng uh, cho vay lấy lãi mà thường đã chia sẻ với bạn nhiều lần và cũng có thể uh, nhận được cái bonus lên tới 250 đô và crypto coin ứng dụng hỗ trợ biểu đồ mà chúng ta thường hay sử dụng thì những cái thông tin sẽ nằm bên dưới cái video này chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái tình hình mà giống nhau từ năm 2017 lúc mà các bạn thấy là đạt đỉnh rồi rồi thật ra các bạn có nên nhớ là năm 2017 đó lúc đó thì giá Bitcoin đạt đỉnh trước ở ờ, cái mức là khoảng gần 20.000 đô và thời điểm là giữa tháng 12 của năm 2017. Sau đó thì Orcoin khoảng chừng là một tháng sau thì mới đạt đỉnh có nghĩa là tháng 1 của năm 2018. Thật ra năm 2017 đó người ta không biết được là đã đến đỉnh rồi cho đến khi chúng ta đã qua khỏi đỉnh khoảng chừng là 2-3 tháng thì lúc đó mọi người mới nhận ra được là có thể là chúng ta đã đến đỉnh rồi nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn vào tài liệu trước đây tuy nhiên không gì bảo đảm hết cho bạn thì được không ai biết được đỉnh ở đâu đấy là đâu chúng ta chỉ có thể nhìn vào những tài liệu trước đây và chúng ta coi coi là những tài liệu đó so với thời điểm bây giờ đó thì tình hình như thế nào có khác nhau như thế nào và giống nhau là như thế nào và trước hết chúng ta nhìn vào một trong những hiện tượng xảy ra khi mà bắt đầu có định đó chính là cái hiện tượng gọi là kimchi premium có nghĩa là cái hiện tượng mà chúng ta thấy được là giá ở Hàn Quốc thì cao hơn là giá quốc tế nhất là giá của những sàn ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy được đây là tài liệu của tháng 1 năm 2018 thời điểm đó thì các bạn thấy được là kimchi premium rất là cao có nghĩa là cái giá của Bitcoin giá của Ethereum trên sàn quốc thì cao hơn là giá quốc tế rất là nhiều đây là cái bài viết được chia sẻ cuối tháng 1 của năm 2018 Đây là một trong những hiện tượng mà xảy ra ở cuối mùa tăng trưởng thì chúng ta thấy được là bây giờ thì như thế nào các bạn cũng đã biết là trong thời gian là hai ba ngày qua chúng ta nói rất nhiều liên quan đến hiện tượng Kimchi premium này thì các bạn thấy được là trên màn hình đây chính là giá của bitcoin và giá của ethereum ở trên xe hàn quốc thì chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ là đến ngày thực ra chuyển mưa đồ đến giờ đây các bạn thấy được là cái giá đã đi trở xuống có nghĩa là các bạn thấy được là ngày hôm qua thì cái sự chênh lệch giữa giá ở hàn quốc và giá quốc tế đó là tùy theo là ethereum hay là bitcoin nhưng mà chênh lệch là từ 15 cho đến 20% có nghĩa là cái giá hàn quốc mắc hơn thì chúng ta thấy được là bây giờ đó thì tuy đã giảm xuống nhưng mà chúng ta thấy được là đường màu đỏ này chúng ta đang nhìn vào giá của Bitcoin trên sàn Hàn Quốc thì cái đường màu đỏ này cho chúng ta thấy là cái phần trăm khác biệt thì phần trăm khác biệt bây giờ là khoảng 15% có nghĩa là cái giá Bitcoin trên sàn Hàn Quốc bây giờ tuy là không có mắc bằng hôm qua so với quốc tế nhưng mà bây giờ vẫn mắc hơn quốc tế là khoảng 15% và Ethereum cũng vậy các bạn thấy được là giá Ethereum bây giờ trên sàn Hàn Quốc đó là khoảng 16% mắc hơn là quốc tế thì đây là một hiện tượng đã đánh dấu cái sự kết thúc của mùa tăng trưởng của năm 2017 có nghĩa là đầu năm 2018 đó bây giờ cũng đang diễn ra đây là cái sự trung hợp thì các bạn có cần lo lắng hay không thì cũng chưa cần phải lo lắng nhiều chúng ta còn một số những tài liệu khác thường muốn chia sẻ với các bạn thứ nhì nữa là một hiện tượng đó chính là ở cuối mùa tăng trưởng của năm 2017 đó thì chúng ta được là có một hiện tượng đó chính là những nhà đầu tư đó chính là những người mà nổi tiếng đó những người ca sĩ nổi tiếng những gì mà nổi tiếng thì bắt đầu là công khai ủng hộ thị trường tiền cực số trên bằng các bạn các bạn có nên nhớ đây là một trong những cái tài liệu rất là nóng bỏng của năm 2017 đó chính là Katy Perry một trong những ca sĩ rất nổi tiếng trên quốc tế ở Hoa Kỳ thì đây là cái tài liệu được chia sẻ ngày 25 tây tháng 1 năm 2018 nghĩa là cái đợt kết thúc của năm 2017 đó vụ tăng trưởng đó thì các bạn hiểu là Katy Perry đã làm gì? đã sơn móng tay của mình với những ký hiệu của những crypto trong đó chúng ta có là Ethereum, chúng ta có Stellar Lumens, chúng ta đương nhiên là có Bitcoin, Monero và Litecoin và đây là một trong những cái tài liệu được nói tới rất nhiều của năm 2017 và sau đó các bạn thấy mùa đông đã kéo tới thì hiện bây giờ như thế nào? các bạn hiểu hiện bây giờ đó chúng ta cũng có hiện tượng tương tự bây giờ các bạn thấy được là những ca sĩ nổi tiếng À, những người mà nổi tiếng thì cũng đang không khai ủng hộ. Crypto chúng ta có uh, Snoop Dogg nói về đồng Dogecoin, đồ chúng ta có Canyon West nói về Uh, Bitcoin chúng ta có Paris Hilton nói về Bitcoin chúng ta có Lindsay Lohan nói về NFT và nói về đồng tròn vân vân thì hiện bây giờ tình trạng đó nhiều người so sánh đó là chúng ta đã có hai điểm giống như là năm 2017 cái đợt mà phút cuối của năm 2017 đầu năm 2018 thứ nhất là Kimchi chi premium uh, đang tăng lên thứ nhì nữa là chúng ta có nhiều ca sĩ nổi tiếng bây giờ đang không khai ủng hộ tiền kỹ thuật số nhưng mà bây giờ là chúng ta nói tới những điều khác biệt đi Đó là những điều mà song song đã xảy ra Nhưng mà đó chỉ là hai điểm mà thôi chúng ta còn rất nhiều điểm khác Mà chúng ta vẫn chưa thấy xảy ra Và một trong những điểm rất là quan trọng Một trong những cái hiện tượng của mùa tăng trưởng đó chính là blow up top Thì blow up top là gì? Blow up top có nghĩa là cái đợt tăng trưởng cuối cùng đó Cái thời gian đó là cái thời gian mà chúng ta thấy được là giá sẽ tăng rất là nhanh trong thời gian rất là ngắn Chúng ta nhìn vào năm 2017 đi, sau đó chúng ta nhìn vào năm 2013 để các bạn có thể là thấy được cái phần cuối của mùa tăng trưởng nó như thế nào. Tại vì khi mà Bitcoin tăng trưởng, đó, khi mà crypto tăng trưởng thì tăng trưởng dựa theo một mô hình gọi là Parabolic, có nghĩa là cái mô hình à, tăng trưởng dòng công nhưng mà càng lên cao thì càng dựng đứng, càng dài thời gian thì càng dựng đứng. Có nghĩa là cái thời gian mà tăng trưởng nhiều nhất, mạnh nhất đó chính là thời gian cuối của mùa tăng trưởng. Thì sau đó, sau khi mà có cái lô thấp tăng trưởng đó Thì chúng ta bước vào mùa đông crypto Thì chúng ta nhìn vào năm 2017 đi, các bạn thấy được là năm 2017 có thể là nhiều bạn nghĩ là giá Bitcoin đi từ 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 đi từ vài à, trăm đô lên tới 1.000 đô rồi tới 2.000 đô 3.000 đô rồi tới 5.000 đô 7.000 đô 9.000 đô 10.000 đô 12 đô, 14 rồi tới 20 nhưng mà không phải là như vậy bạn thì được là cái mùa tăng trưởng của năm 2017 đó thì có rất là nhiều những cái đợt mà điều chỉnh giá rất là sâu có thể nói là điều chỉnh giá là 30 40% như là các bạn thấy trên màn hình Nhưng mà chúng ta vẫn nằm trong mùa tăng trưởng Như là các bạn thấy được đầu tiên là điều chỉnh giá Tháng 6, trước đó chúng ta có những được điều chỉnh giá Của tháng 3, rồi tháng 1 Rồi kế đó nữa các bạn thấy được điều chỉnh giá Của tháng 9 Khi mà Trung Quốc cấm những sàn giao dịch Và cấm ICO và cấm hoạt động crypto Và các bạn thấy rồi chúng ta Thấy được là giá Bitcoin thì càng đi xa hơn của năm 2007 đó trong mùa tăng trưởng đó thì càng đi xa thì nó càng dẫn đứng và cái giá cả cái phần cuối cùng là hầu như là dựng thẳng đứng lên luôn các bạn thấy được chúng ta nhìn vào giá Bitcoin đi từ 10.000 đô mà lên tới 20.000 đô các bạn thấy được lên 10.000 đô là trong thời gian bao nhiêu ngày các bạn thấy được chúng ta đếm đi là từ 10.000 đô là cho là chúng ta là ngày 1 tây tháng 12 đi thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17 ngày 17 ngày chỉ tốn có 17 ngày mà thôi là giá Bitcoin đi từ 10.000 đô lên tới 20.000 đô Có nghĩa bạn thì được từ tháng 4 mà lên tới tháng 12 Thì thời gian là gần như là 8 tháng mới có thể đạt được 10.000 đô Từ 1.000 đô nhưng mà từ 10.000 đô lên 20.000 đô Con số tiền cũng như vậy nhưng mà chỉ tốn thời gian chỉ có 17 ngày mà thôi Thì cái bạn thì được là lúc này vốn hóa đã cao hơn À, cái thời điểm là đầu năm của năm 2007 rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là giá vẫn tăng trưởng rất là mạnh đây là một duyên đặc điểm của parabolic có nghĩa là càng tăng thì cái phần cuối càng tăng lẻ hơn và các bạn thấy được giá nó thì nhân đôi trong thời gian chỉ có là mười mấy ngày mà thôi và sau đó là nhân đôi lẻ nhưng mà các bạn thấy được chia đôi cũng rất lẻ chúng ta thấy được là từ cái thời điểm là hai mươi đô mà xuống chỉ còn có mười 300 ba trăm đô thời điểm đó chỉ tốn có một ngày hai ngày ba, ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày chỉ tốn sáu ngày thôi thì đã đi xuống chỉ còn có mười 000 đô để giảm đi phân nửa trong thời chỉ có vài ngày thì chúng ta nhìn vào tình hình giá cả hiện tại đi hiện tượng này vẫn chưa có xảy ra chúng ta thấy rất rõ ràng là thời điểm bây giờ khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta thấy được là giá tuy tăng nhanh tuy tăng nhanh càng tăng càng nhanh thì đây cũng là một đặc điểm của Pebble chúng ta đã nói tới nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy cái sự tăng trưởng mà khủng khiếp đến nỗi mà tăng gấp đôi chỉ trong thời gian mười mấy ngày và sau đó lại đi xuống rất là lẹ các bạn đưa chúng ta tăng trưởng rồi điều chỉnh như là các bạn thấy là điều chỉnh là 31% hồi tháng 1 kế tiếp tăng trưởng rồi lại điều chỉnh là 26% hồi à, tháng 2 sau đó tăng trưởng lên tới là cái mức là 61.000 đô sau đó điều chỉnh 18% là hồi tháng 3 mới cái tháng vừa rồi sau đó các bạn thấy được là bitcoin đi hàng ngang trong cái phạm vi mà chúng ta nói là 56 57 58 ngàn nếu như mà chúng ta thấy là đây đã là cái đợt tăng trưởng mà đã kết thúc rồi thì sẽ không phải như vậy các bạn thấy được là giá sẽ tăng lên rất là nhanh sau đó sẽ rớt xuống rất là lẹ chứ không phải là tăng như vậy sau đó rồi lại điều chỉnh sau đó lại tăng rồi điều chỉnh sau đó lại tăng điều chỉnh sau đó lại tăng rồi tích lũy ở cái vùng này các bạn thấy được là không có thời điểm nào của bitcoin trước đây mà tích lũy sau đó lại kết thúc mùa tăng trưởng hết cho nên đây là một cái đặc điểm rất là quan trọng mà Thuận vẫn tin là chúng ta vẫn chưa có kết thúc mùa tăng trưởng này Và cho đến hiện tại các bạn có biết là Thuận vẫn uh, chưa có bán Bitcoin nào, chưa có bán crypto nào Thuận đã chốt lại một phần sau đó mua trở lại như bạn cũng đã biết Thuận chia sẻ trên channel này Đây là cái điểm khác biệt Đầu tiên, điểm khác biệt thứ nhì là các bạn thấy được là một trong những cái điều mà nhiều người nói Tại sao mà cái đợt tăng trưởng năm 2017 uh, bị ngưng và đi bùng bờ Đông đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái sàn CME và CFTC và CBOE thì đây là hai cái sàn mà đầu tiên chúng ta có cái Bitcoin future ở Hoa Kỳ thì đây là hai sàn mà cuối năm 2017 thời điểm đó đã bắt đầu xuất hiện và nhiều người bây giờ đó dựa theo cái tài liệu được chia sẻ bởi Tristan Carlo, trước đây là chủ tịch của CFTC nói là ông ta đã được cái nhiệm vụ là tạo ra cái sản phẩm Bitcoin Future này để dìm giá Bitcoin đi xuống thì cái bạn nào mà đã trong thị trường này năm 2017 đó thì các bạn cũng đã chứng kiến là khác với thời điểm bây giờ rất nhiều thời điểm năm 2017 chúng ta không có nhiều cách để mà short bitcoin thực ra mà nói là bitcoin các bạn chỉ có thể long mà thôi các bạn có thể sử dụng những cái sàn như là bitmax để mà short bitcoin nhưng mà không có như là bây giờ các bạn thấy được là hầu như là sàn nào cũng có những sản phẩm như là option futures ngay cả binance cũng có để các bạn có thể long các bạn có thể short thời điểm này đó thì hầu như là rất nhiều người long bitcoin dẫn đến giá cả tăng trưởng mạnh cho nên sau khi mà ra những cái sản phẩm như là bitcoin futures ở trên sàn cme và cboe đó thì đã có thể sốt bịt khôi dẫn đến là cái hiện tượng là giá bịch khôi đi xuống cho nên chúng ta thấy được là bây giờ đã khác năm 2017 trong cái vấn đề là bây giờ chúng ta đã có rất nhiều sản phẩm có thể sốt bịt khôi được rồi cho nên đây không phải là một điều mà chúng ta cần quan tâm đến nữa điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái hiện tượng là những nhà đầu tư lớn đang đầu tư thị trường này đây là một điều mà không có xảy ra của năm 2017 mà thì được thời điểm đó thì có rất nhiều người nhìn thường vào các bạn đầu tư nhưng mà chúng ta nói tới những nhà đầu tư nổi tiếng như là uh, những tỷ phú thì thật ra thời điểm đó thường chỉ nhớ có uh, michael novoret là một trong những tỷ phú đến từ phố Wall mà đầu tư thị trường này bây giờ các bạn thấy là cái danh sách thì đầy dẫy luôn chúng ta có portudo jones uh, chúng ta có robert Kiyosaki, chúng ta có nhiều nhà đầu tư khác như là anthony saramuchi và chúng ta thậm chí không những là những nhà đầu tư lớn mà những tổ chức đầu tư chúng ta có những công ty như là các bạn thấy được là bây giờ là những công ty mà hỗ trợ thị trường này như là chúng ta có uh, những công ty mà lưu trữ trong ngân sách như là các bạn thấy được là công ty uh, Square, công ty MicroStrategy, chúng ta có uh, công ty Tesla thu mua Bitcoin lưu trữ ngân sách, chúng ta có những công ty mà bây giờ đã đầu tư vào như là các bạn thấy được là Guggenheim Hay là chúng ta thấy công ty như là mass Mutual đang đầu tư vào thị trường Bitcoin này Đây là cái hiện tượng hoàn toàn khác với năm 2017 Cho nên các bạn thấy được những cái điểm mà giống nhau Thì có một hai điểm như là Kimchi Premium Hay là cái điểm dựa theo là có bao nhiêu những cái ca sĩ nổi tiếng Đang đầu tư vào thị trường này hay là công khai ủng hộ thị trường crypto Nhưng mà những điểm khác biệt thì rất là nhiều Chúng ta chưa thấy blow up top như thường mới vừa chia sẻ chúng ta không cần phải quan tâm đến những cái sản phẩm như là future có thể dìm giá được Bitcoin chúng ta bây giờ đã có nhiều những tổ chức đầu tư và những nhà đầu tư nổi tiếng đang đầu tư và ủng hộ Bitcoin và ủng hộ những cái đồng crypto khác nhau như là tây miền một cái điểm khác biệt nữa mà chúng ta vẫn chưa thấy xảy ra giữa năm 2017 cho đến ngày hôm nay đó chính là các bạn thấy được là cái phần cuối của mùa tăng trưởng đó. thì đây là cái lúc mà chúng ta thấy có rất nhiều bịch đến từ nhiều địa chỉ ví đẩy lên trên sàn để mà bán như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là tài liệu được chia sẻ bởi crypto khoan thì các bạn thấy được là năm 2017 đó thì tới cuối mùa tăng trưởng đó chính là cái lúc mà các bạn thấy là giá đã đi từ 10.000 lên tới 20.000 trong thời gian rất là ngắn thì thời điểm đó rất nhiều Bitcoin đến từ rất nhiều địa chỉ ví được đẩy lên trên sàn. đương nhiên nhiều người thì thấy bitcoin tăng quá nhanh thời điểm đó, cho nên muốn chút lời rất là lạ. Cho nên các bạn thấy hiện tượng là rất nhiều địa chỉ ví dùng để mà đẩy bitcoin lên trên sàn. Sau đó các bạn thấy được là giá bitcoin đi xuống rất là nhanh. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, giá bitcoin thì đến bây giờ các bạn thấy được là tình trạng này vẫn chưa xảy ra. Chúng ta vẫn chưa thấy hiện tượng là có nhiều bitcoin đến từ nhiều địa chỉ ví đẩy lên trên sàn để mà bán. Cho nên dựa theo cái thông tin này, thùng vẫn không nghĩ là chúng ta đã đến đỉnh rồi. Kế tiếp nữa các bạn thì được là dựa vào những tài liệu on chain thì bạn được là cái mô hình stock to flow cái mô hình mà chúng ta đã theo dõi từ năm 2019 thì vẫn tiếp tục có hiệu lực. Các bạn cũng đang thấy được trên màn hình cái đường mà màu nâu bên dưới này. Đường màu nâu này đó chính là trận đón giá của Bitcoin. Và cái đường mà có nhiều chấm màu này đó, đây chính là giá của Bitcoin. Thì phải đưa là giá Bitcoin bây giờ vẫn đang nằm trên đường màu nâu. Cũng như chúng ta vẫn đang trên con đường tiến tới 100.000 đô dựa theo mô hình Stock to Flow. Và cái thời điểm hiện bây giờ giá cả so với giá cái chứng đoán hầu như là gần như là bằng nhau. Cho nên các bạn thấy được là chúng ta bây giờ dựa theo stochastic flow một mô hình mà khi mà chúng ta đi ngược về thời gian để mà coi coi là giá Bitcoin có đi theo mô hình này hay là không thì các bạn thấy được là giá Bitcoin tiếp tục đi theo mô hình stochastic flow này và đây là một mô hình chuẩn đoán giá cả của một cái tài sản dựa theo sự khan hiếm và cho đến ngày hôm nay vẫn còn hiệu lực và đây là một trong những dẫn chứng rất tốt là chúng ta vẫn tiếp tục sẽ thấy cái sự tăng trưởng đó là một thông tin mà thôi đương nhiên mỗi bạn khi mà xem thông tin này thì có thể đưa ra quyết định cho cá nhân của mình kế tiếp thì ban thì được những tài liệu on -chain mà chúng tôi hãy chia sẻ như là chúng ta nhìn vào chỉ số nupl đi chỉ số no thì chúng ta vẫn chưa thấy có màu xanh dương xuất hiện cái bài thi chúng ta vẫn nằm trong cái vùng màu xanh lá cây và khi nào mà đổi qua màu xanh dương thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái nguy cơ là dấu hiệu là mùa tăng trưởng kết thúc cho đến bây giờ chỉ số NUPL này vẫn nằm trong vùng màu xanh dương vẫn chưa chạm vào cái mức là 0,75 nghĩa là đi khỏi cái vùng mà có những dấu chấm này để chuyển qua màu xanh dương và thật ra bây giờ đó những cái cuộc điều chỉnh này rất là tốt đối với chỉ số NUPL tại vì các bạn thấy được là NUPL bây giờ là 0,69 với cái mức giá là 58.243 khi mà chúng ta nhìn trở lại thời gian trước đây đi hồi tháng 2 thì cái mức là 0,682 là mức đó là cái giá Bitcoin là khoảng thì các bạn hiểu được là 38.900 cho là 40.000 đi, từ 40.000 mà lên tới 58.000 là thêm 18.000 thì chúng ta cộng 18.000 và có mức giá là 58.000 này thì các bạn hiểu được chúng ta rất dễ dàng thấy Bitcoin lên tới cái mức giá là 76, 77.000 thậm chí là 80.000 trước khi mà chúng ta thấy cái dấu hiệu là cái đường màu xanh lá cây này chuyển qua thành màu xanh dương đây là một trong những chỉ số chúng ta thường hay theo dõi mà thường muốn cập nhật với các bạn chúng ta bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu định xảy ra và một số những cái tài liệu khác mà chúng ta thường hay theo dõi thì những biểu đồ này như bạn có đã biết là chúng ta đã nói tới chi tiết trước đây cho nên sẽ không có đi vào chi tiết nhưng mà một cách nhìn đơn giản như mà nào mà không rành thì cái đường mà màu vàng này chỉ cần là chạm vào dùng màu đỏ là cái nguy cơ chúng ta đã thấy đỉnh rồi cho đến bây giờ chỉ số o đường màu vàng này vẫn chưa đi vào cái dùng À, màu đỏ hiện tại, các bạn thấy được Pumotable Thì chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này vẫn chưa đi vào dùng màu đỏ Chúng ta nhìn vào Market Cap cho Tomo Cap Thì các bạn thấy được là cái đường màu vàng này vẫn cách xa dùng màu đỏ Khi mà đi vào dùng màu đỏ nó nguy cơ chúng ta đã đến đỉnh rồi Cho đến bây giờ vẫn chưa có xảy ra Thì một trong những điều mà chúng ta thấy được là gần đây đã giá cả thì không có tăng trưởng mạnh nữa Tại vì chúng ta bây giờ đó thì trong thời gian mấy tháng qua thấy có rất nhiều những cái thông tin, những cái lực mua đến từ những tổ chức đầu tư. Hầu như những cái lực mua đó bây giờ đã nguội lại, chúng ta bây giờ đang chờ cái lực mua kế tiếp. Nhưng mà hiện bây giờ đó một những điều rất là tốt đó chính là giá cả của Bitcoin trên sàn. Đó chính là cái số lượng Bitcoin trên sàn càng ngày càng khang hiếm đi, không chỉ Bitcoin mà còn Ethereum nữa. Và cái hiện tượng mà các bạn thấy được là chúng ta không qua khỏi 60.000 đô trong vòng khoảng chừng là một tuần qua Thì bây giờ đó một trong cái yếu tố không phải là những thời đào bán chúng ta cũng đã biết thời đào là không bán thì điểm bây giờ thời đào mặc dù là khó đào hơn có thể là họ tốn kém nhiều hơn để mà đào bitcoin nhưng mà họ không có bán bitcoin thì đến bây giờ họ tích lũy tại vì có thể họ nghĩ là giá sẽ tăng cao nữa và thường cũng nghĩ như vậy và chúng ta nhìn vào à, tài liệu liên quan tới là bao nhiêu bitcoin đang có lời đi thì đây là một chuyện điều mà giải thích được tại sao mà gần đây chúng ta vẫn chưa có thể qua được 60 ngàn Tại vì các bạn hiểu được là bây giờ đó cái số lượng Bitcoin mà có lời đã lên tới 95,2% Có nghĩa là 95% Bitcoin bây giờ Dựa theo tài liệu on chain này đang có lời Thì đương nhiên có lời càng nhiều thì càng nhiều người chốt lời Chúng ta mới thấy cái đường màu vàng này rời khỏi cái dùng màu đỏ Thực ra chúng ta muốn thấy là xuống khoảng chừng là còn 80% là tốt Thì chúng ta mới thấy được là cái số lượng người chốt lời sẽ giảm đi Bây giờ vẫn còn rất nhiều người có lời Cho nên khi Bitcoin đi lên mà nhiều người muốn chốt lời Thì đương nhiên sẽ gây ra áp lực bán đối với Bitcoin và các bạn hiểu được chúng ta tính tài liệu tương tự nhưng mà tính theo là cái giao dịch cuối cùng trên mạng lưới thì bịt không có lời hay không có lời thì chúng ta thấy được là bây giờ dựa theo cái tính này thì chúng ta vẫn có cái số lượng lớn bịt khôi đang có lời là 97% thì đây là hai cái yếu tố dẫn đến tại sao mà chúng ta thấy vẫn còn có người bán những người đó là ai những người đó là những nhà đầu tư theo những tài liệu mà thường chia sẻ và những tài liệu mà thường tìm hiểu thì chúng ta bây giờ vẫn thấy cái số lượng bịt khôi đến từ những nhà tôi riêng lẻ mà họ chốt lời Tại vì bây giờ vẫn còn rất nhiều người có lời, cho đến khi nào mà họ chốt hết lời thì các bạn thấy được cái lực bán sẽ giảm xuống Và nếu chúng ta thấy cái lực mua trở lại và mạnh hơn nữa thì giá cả sẽ tăng lên rất là nhanh Đây đương nhiên là những gì mà Thùng tin tưởng cho nên Thùng muốn chia sẻ với các bạn về cái cảm nhận của Thùng thời điểm hiện bây giờ Thì nói tóm tắt lại chúng ta có một số điểm giống như năm 2017 cái thời mà kết thúc như là Kimchi Premium đang tăng hay là các bạn thấy được là có rất nhiều những người nổi tiếng những ca sĩ nổi tiếng đã ủng hộ tiền crypto nhưng mà chúng ta vẫn có rất nhiều điểm không giống chưa xảy ra bây giờ block thấp vẫn chưa có chúng ta thấy được những cái uh, biểu đồ như stock to flow thì vẫn còn hiệu lực các bạn thấy được ở trên on chain vẫn chưa có dấu hiệu đỉnh nào hết cho nên hiện bây giờ thì đối với thông thường thường vẫn tiếp tục thu mua bitcoin tiếp tục thu mua ethereum tiếp tục thu mua uh, bnb tiếp tục thu mua cardano ở thời điểm hiện tại và không có định bán cho đến khi nào mà thường thấy được là có dấu hiệu định bắt đầu xảy ra và đương nhiên nếu như mà có gì thay đổi thường sẽ chia sẻ với các bạn và các bạn nghĩ sao các bạn comment bên dưới các bạn còn thấy những điểm nào khác biệt những điểm nào giống nhau giữa năm 2007 và năm 2020 mốt này thì hãy comment bên dưới và thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này thuận xem gọi lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn